lõi của cô ấy là chế linh tinh bơ vơ và thanh tuyền một, đó là hai chương trình anh em có thể chơi nha. Hai chương trình cốt lõi mà anh em chơi cối luôn luôn có. Hai chương trình cốt lõi em giới thiệu luôn. Đây, chế linh tinh bơ vơ và thanh tuyền. Đó, ví dụ vậy. Còn em cũng nhận được một số phôi của các bạn khách gửi để thâu. Thì chính sách của em là bất cứ cái phôi gì các bạn gửi, nó đừng có hỏng, đừng có kém quá thôi. Còn nếu mà kém vừa vừa thì em vẫn spa, vẫn làm lại cho các bác để các bác có những cuốn băng cối chơi được. Các bác nha, các bác cứ gửi phôi lên em sẽ làm cho các bác chơi được. Đó là cái cách làm của em. Thậm chí nếu mà nói về nguồn nhạc thì thực ra bây giờ em phân tích luôn cho các bác là về nguồn nhạc thì bên em lại có bán cả các nguồn nhạc. Bên em chẳng cái giữ làm gì cả. Nhạc thì nó thật là nó vô vàn, ở trên mạng cũng có này, rồi chơi sưu tầm 10 15 năm về audio thì bọn em cũng sưu tầm rất nhiều trong máy tính rồi. Đấy, thì bên em có chia sẻ các cái dữ liệu nhạc ở trong máy tính đã lưu ổ 4 TB, lưu ra và chia ra những cái thư mục nhạc thành USB như thế này để chia sẻ cho anh em toàn quốc chơi. Về chơi tivi, chơi đầu đài rồi đầu USB các kiểu, hoặc là anh em có thể cắm các cái đầu giải mã, đầu kỹ thuật số để anh em nghe những nguồn nhạc chất lượng cao. Thì bên em có ổ cứng 4T lưu trữ hơn 10 15 năm về sưu tầm nhạc rồi. Thì bọn em có thể chia sẻ bằng những USB nhạc này. Bên em bán rất nhiều, từ cái thời thời phong trào CD ô tô bọn em đã bán những cái nhạc chất lượng cao này rồi. Cho nên nếu mà nói phân tích về nguồn nhạc thì bọn em cũng không thiếu. Ai làm nhạc, ai chơi audio, ai làm audio đều có những cái nguồn nhạc sưu tầm. Cho nên không 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 nhất thiết là đơn vị này làm rồi chê đơn vị kia, rồi ông này làm thì chê ông kia. Đó là cái những cái kinh doanh không lành mạnh. Kinh doanh mà chê người khác thì là những kinh doanh mang tính chất đối đầu thôi. Anh em đã có tiền thì có thể mua những cái ổ cứng 1T như thế này. Bên em có bán chứa rất nhiều loại nhạc chất lượng cao bên trong này, đủ mọi thể loại. Bên em có bán cả ổ cứng nhạc chất lượng cao. Cho nên nếu mà nói về nguồn nhạc thì bên em cũng không thiếu. Có một số chương trình, có một số chương trình đây, ví dụ chế linh bột này rất hay anh em này. Đấy, một số chương trình nhạc nhiều anh em cứ bảo nhạc YouTube thế này thế nọ, cái lọ cái chai. Thì em nói luôn cho anh em biết là nếu anh em nào, ví dụ cá nhân thì ta thường là ít khi bỏ tiền mua tài khoản YouTube, tài khoản Premium, là những tài khoản trả phí ở trên YouTube, thì anh em sẽ có được những nguồn nhạc, nguồn màng nhạc màng chất lượng cao đấy. Cho nên cái gì cũng có cái giá của nó. Khi anh em mà muốn có những cái bài hát mà mình tìm không ra, hoặc có những bài hát hay mình muốn nghe được chất lượng cao, nhất là anh em chơi cả cái đầu giải mã số, anh em có thể mua tài khoản YouTube Premium để anh em nghe nhạc. À, vừa tiền lời mà cũng không 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 rườm rà. Cho nên nhiều có nhiều anh em làm băng này này rồi lại chê chê là cái ông kia bán ở chỗ kia là chuyên lấy nhạc ở YouTube để lấy nhạc các cái nhạc mạng để ghi thành băng cho có để bán, thì đó cũng là không không phải. Bởi vì cái cuối cùng kiểm soát đầu ra vẫn là chất lượng thôi. Còn quan trọng chất lượng thì nó còn phụ thuộc vào vào nhiều yếu tố. Nhưng nguồn nhạc thì rất là phong phú, anh em yên tâm là nguồn nhạc cực kỳ phong phú. Một cái ổ 1 TB này thì tha hồ để mà thâu băng cối. Đấy, hoặc là các CD F1. Đấy. Còn rồi trên YouTube mà anh em mua tài khoản trả tiền ấy thì cũng 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 rất nhiều nhạc hay. À, nhưng quan trọng có được nguồn nhạc rồi lại phải đưa vào máy căn chỉnh, rồi các cái máy thâu chuyên nghiệp và các cái sợi băng chất lượng nó còn tốt, các cái sợi băng chất lượng nó còn tốt thì kết quả nó sẽ tốt thôi. À, còn một cuốn băng bên em thì từ xưa nay rồi, ví dụ có nơi thì họ bán 8 900 một cuốn băng bình thường như thế này, là 8 900 một cuốn, họ chưa bao ship. Nhưng bên em thì tất cả chính sách là bao ship này, chính sách là chơi chán đổi chương trình khác,
các 100-200 gọi là cho nó có công cho vui. Bên em chơi chán chán nhá, chơi chán thôi nhá, vài tháng chán thôi vẫn cứ cứ đổi chương trình khác, anh em đỡ phải bỏ tiền ra mua cuốn khác. Đó là cái những danh những anh em nghèo, nói thật chứ có những bác chơi bằng bên em bác nghỉ hưu rồi, tháng nào cũng bỏ 800-900 để mua băng thì nó cũng tốn kém. Đấy, cho nên là riêng chính sách của em Sơn nó cũng có những cái hay. Đấy, và đặc biệt bên em có những cái cuốn băng làm chương trình đặc biệt, tức là chương trình một cuốn băng 7 nhưng thời lượng sẽ dài như cuốn băng 10, thời lượng 2-3 tiếng. Còn nếu như có những người có quan điểm là tôi chỉ thích nghe băng bình thường, băng quốc dân, thì nó thật xã hội và thế giới qua các kỹ sư người ta chế tạo ra đầu băng cối để làm gì? Tại sao đầu băng cối người ta chế tạo nhiều tốc độ như vậy để làm gì? Cho nên mình chơi sâu, mình chơi nhiều thì mình cứ làm.